Từ ngàn đời nay, lịch sử đã chứng minh quân chúng làm nên lịch sử. Nhưng nếu không có những người lãnh đạo tài năng cùng với đội ngũ nhân tài đông đảo, thì không thể tập hợp được lực lượng quần chúng tạo thành sức mạnh để thúc đẩy xã hội phát triển ngày càng tiến bộ. Đó là chân lý. Và thời nào cũng vậy, nếu biết trọng dụng hiền tài thì quốc gia hưng thịnh. Nếu hiền tài bị phụ bạc thì thời kỳ đó quốc phá gia vong. Việt Nam đã trải qua ngày tháng thăng trầm, nhưng mỗi lần đất nước lâm nguy thì nhân tài xuất hiện càng nhiều để giúp dân hộ quốc. Thực tiễn lịch sử dân tộc đã để lại nhiều bài học quý, chứng minh việc phát hiện, lựa chọn nhân tài và biết sử dụng người tài là những vấn đề mang tính thời đại, quyết định đến sự thịnh suy của đất nước. Từ thời phong kiến, các vị thánh đế, minh vương đã coi trọng việc tìm kiếm, thu hút và trọng dụng những bậc tôi hiền có khả năng phò vua, giúp dân, giúp nước. Mỗi triều đại đều có những chính sách chiêu hiền đại sĩ riêng, đặc biệt là ở triều đại nhà Lý. Ngay sau khi rời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình về Thăng Long, vua Lý Công Uẩn đã cho xây dựng trường đại học đầu tiên của Việt Nam tại Thăng Long, Hà Nội, là Quốc Tử Giám. Xây dựng khu văn miếu, nhà thái học, sau đó mở rộng để học sinh học tập, lập thư khố đầu tiên để chứa sách. Quốc Tử Giám là nơi đào tạo được rất nhiều trí thức, nhân tài cho đất nước. Sự ra đời của trường đại học này đã mở ra một trang sử mới cho nền giáo dục của nước nhà. Ở triều đại nhà Lê, trong thời gian trị vì đất nước, vua Lê Thái Tổ đã ban chiếu khắp thiên hạ tìm kiếm người tài. Vua hạ lệnh cho các quan từ tam phẩm trở lên đều phải tiến cử một người. Ai tiến cử đúng hiền tài thì được thưởng. Người nào có tài mà không ai tiến cử thì được tự tiến cử. Dù được tiến cử hay tự tiến cử đều được vua trọng dụng. Từ thời dựng nước ấy, đầu tiên là các vua hùng, sau đó đến các cái triều đại phong kiến thì rất chú trọng về cái việc phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Và cha ông ta đã sử dụng nhiều biện pháp, nhiều hình thức để thu hút, trọng dụng nhân tài. Cái hình thức thứ nhất đó là bảo cử. Bảo cử thì được các triều đại phong kiến sử dụng nhằm thu hút, sử dụng các vị quan ở các địa phương. Các vị quan ở các phương, ví dụ như là quan huyện, quan thừa tỷ hoặc là quan tổng binh ở địa phương được đưa lên làm các cái chức quan cao hơn. Đấy. Thì thời phong kiến thì các cha ông ta đã áp dụng cái hình thức này. Đó là hình thức thứ nhất. Cái hình thức thứ hai là hình thức tiến cử. Tiến cử là các vị quan chưa được làm quan bao giờ. Đấy. Là ở người dân ấy, ở trong nhân dân ấy, thì được phát hiện và được thu nạp và được đưa lên làm quan. Trong các triều đại phong kiến, triều đình định kỳ tổ chức các khoa thi để tuyển chọn hiền tài. Nếu như ở triều Lý cứ 12 đến 20 năm tổ chức một khoa thi, các triều đại sau này tiến hành thường xuyên hơn. Đến triều Lê trở về sau thì 3 năm tổ chức một khoa thi. Sau khi đã tuyển chọn được hiền tài, nguyên tắc sử dụng được quy định như sau: người có học vị cao và thi đỗ cao thì phân bổ ngay, được nhận chức cao hoặc được làm việc ở triều đình. Người thi đỗ với học vị thấp hơn thì làm quan ở phủ, ở huyện, và ai đỗ cao hơn thì được bổ nhiệm trước. Chế độ đãi ngộ đối với hiền tài cũng được người xưa thực hiện hết sức chu đáo. Hiền tài được nhà vua đại yến tại cung đình
được ban mũ áo, tước hiệu kèm theo các bổng lộc, được rước vinh quy về làng và được bổ nhiệm ngay vào các chức vụ xứng đáng. Trong quá trình sử dụng nhân tài, triều đình thường xuyên tổ chức các đợt khảo hạch để bồi dưỡng và kiểm tra kiến thức, sử dụng chế độ thưởng phạt nghiêm minh để phát huy tài năng, đức độ của những người làm quan và ngăn chặn những việc làm sai trái. Năm 1075, Lý Nhân Tông là tổ chức khoa thi đầu tiên, gồm hai hình thức thi, và mỗi hình thức thì được tổ chức thành 3 đến 4 kỳ thi. 3 đến 4 kỳ thi. Và các thí sinh là phải thi và được chọn lọc rất nghiêm ngặt. Trong việc chiêu hiền đại sĩ ở các triều đại phong kiến đã có những thành công với những nét tiến bộ nhất định. Khi tiến cử nhân tài thì bên trong tiến cử không kể người thân, bên ngoài tiến cử không kể người thù oán. Khảo xét căn cứ vào công sức, năng lực, cứ có tài năng, đức độ là tiến cử, không trông ngóng báo đáp của người được tiến cử. Việc tiến cử được tiến hành rất cẩn thận, mang điều nhân để hành động, lấy điều nghĩa để quyết đoán. Nghe có người giỏi phải nói cho nhau biết, thấy người tốt phải giới thiệu cho nhau. Thường dân khép mình vào khuôn phép, xả thân vì nước, biết đại thế mà nhìn xa trông rộng, không tư tình trong việc dùng người, bồi dưỡng nhân tài, đêm ngày giữ phép công, không xâm phạm vào của công. Những tư tưởng trên có rất nhiều điều đáng để ngày nay chúng ta suy ngẫm và học tập. Bước sang giai đoạn Đảng lãnh đạo công cuộc cách mạng, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển nhân tài. Ngay khi cách mạng tháng 8 thành công để tạo nên sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc nền độc lập vừa giành được, Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tài đức của mình đã cảm hóa và tập hợp hội tụ trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhân sĩ, trí thức để giúp sức cho chính phủ như cụ Nguyễn Văn Tố, cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Kế Toại, cụ Vi Văn Định. Cách làm của người đã để lại những bài học sâu sắc về cách trọng dụng người tài đức. Một số nhân vật nổi biệt tiếng lúc bấy giờ, ví dụ cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Bùi Văn Đoàn là những nhân sĩ trí thức cũ mà được nhân dân biết đến và tin yêu, thì chính Bác Hồ đã mời các cụ đó vào tham gia chính phủ cách mạng ngay từ đầu, mặc dù các cụ chưa phải những nhà cách mạng. Cụ Bùi Văn Đoàn vốn là một thượng thư bộ hình của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Suốt sự nghiệp làm quan, cụ Bùi Văn Đoàn đã để lại nhiều thành quả tốt đẹp cho cuộc sống của người dân, như con đê Bạch Long ở Xuân Trường Nam Định. Con đê được xây dựng từ đề xuất của cụ Bùi, và cũng nhờ đó mà một vùng đất đai rộng lớn phì nhiêu được tạo lập, người dân không còn phải sống chung với lũ lụt và ngập mặn. Cụ Bùi Văn Đoàn cũng là người có công lớn trong việc cải cách tư pháp, bãi bỏ nhiều quy định lỗi thời, tổ chức tòa án và quy định cơ chế tư pháp tân tiến, lựa chọn và đào tạo thẩm phán với đội ngũ chuyên môn, chuyên trách. Tại công đường, nơi cụ Bùi làm quan khi đó, nhân dân được thấy những tấm biển đề chữ, không nhận quà biếu. Cụ cũng đặc biệt nghiêm khắc với những thành viên trong gia đình trong việc này. Nếu ai tư túi, nhận quà sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Chính quyền của triều Nguyễn cũng là chính quyền tay sai của thực dân Pháp thôi. Mà khi một thượng thư, tức là ngang ngang bộ trưởng bây giờ, mà có những đề nghị như vậy, tôi cho đó là một cái dũng khí lớn, rất can đảm, rất dũng cảm, đầy tinh thần trách nhiệm, và đằng sau bề sâu của những hành động của cụ, những cái tính cách, nhân cách, những cái phong cách của cụ là một cái tấm lòng yêu nước nhiệt thành. Biết được tài năng và đức độ của cụ Bùi Văn Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đích thân gửi thư cho cụ Bùi, mời cụ cùng giúp sức cho chính phủ mới. Thưa ngài, tôi tài đức ít ỏi mà trách nhiệm nặng nề, thấy ngài học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú, vậy nên tôi mời ngài làm cố vấn cho tôi để giúp thêm ý kiến trong công việc hưng lợi trừ hại cho nước nhà dân tộc. Cảm ơn và chúc ngài mạnh khỏe.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư nhưng cụ Bùi đều từ chối. Sau đó, bác có gửi đến gia đình một câu thơ: Thu thủy tàn hà thính vũ thanh, với ý nghĩa nghe nước mùa thu đã ảo ạt cuốn sạch tàn sen úa. Cụ tôi sẽ đọc một cái, cụ tôi cười ngay. Tôi nói về ông cụ Huỳnh ngay rằng thì là ngài về thưa lại với cụ chủ tịch là tôi xin theo cụ chủ tịch để mang những các cái sức lực còn lại của tôi cống hiến cho đất nước. Thế thì cụ tôi lại ngồi và giả lời cái câu thơ đó bằng một cái câu thơ như thế này: Thính vũ thanh, cảm ứng nghênh thu. Thế thì cái câu thứ hai thì cũng có cái ý là đã thấy sóng thu cuồn cuộn chờ đón cách mạng về. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn viết hai bài Nhân tài và Kiến quốc, Tìm người tài đức, đăng trên báo Cứu quốc, giải bày tâm can của nhân dân và yêu cầu chính quyền các cấp tiến cử nhân tài cho chính phủ. E vì chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức có thể làm được những việc ích nước, lợi dân thì phải báo cáo ngay cho chính phủ biết. Các bài viết nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là chiếu cầu hiền tài. Nhờ có tầm nhìn chiến lược, quan điểm đúng đắn cùng với tấm lòng cầu thị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính phủ đã thu hút được nhiều người tài đức vào sự nghiệp kiến quốc và bảo vệ đất nước ngay từ những ngày đầu muôn vàn khó khăn của chính quyền cách mạng còn non trẻ. Khi mà cách mạng tháng 8 thành công ấy, thì đất nước chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà với cái kinh nghiệm hoạt động của mình ấy, thì bác biết là phải tập hợp được tất cả những nhân tài của đất nước, bất kể họ theo cái xu thế, cái tư tưởng chính trị nào, nhưng mà miễn là họ có lòng yêu nước, có tinh thần dân tộc. Dụng nhân như dụng mộc, tùy tài đức mà dùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá tài đức của cán bộ ở kết quả công việc vì dân, vì nước, chứ không hẹp hòi, không câu nệ là người trong đảng hay ngoài đảng. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp, tuy trong chính phủ có nhiều cán bộ là đảng viên, nhưng người quyết định giao cụ Huỳnh Thúc Kháng làm quyền chủ tịch nước. Niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đặt đúng chỗ. Suốt thời gian người đi Pháp, ở trong nước, cụ Huỳnh Thúc Kháng luôn giữ vững phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến, cùng với đồng chí Võ Nguyên Giáp và các quan chức khác trong chính phủ giải quyết tốt việc quốc nội, giữ được thế phát triển của cách mạng trong lúc hiểm nghèo. Sau khi tham gia thì phải tạo điều kiện cho họ để họ phát huy được cái vị trí của họ, chứ không phải là mời xong là coi như chỉ dùng ông để làm hình thức, làm lấy tiếng thôi, không phải. Từ bài học lịch sử về chiêu hiền đại sĩ của cha ông ta đã cho thấy, chỉ khi nào người lãnh đạo biết chăm lo hạnh phúc cho nhân dân, biết sử dụng hiền tài thì đất nước mới được thịnh vượng, cơ đồ sẽ ngàn năm bền vững. Nghệ thuật trọng dụng nhân tài xuất phát từ chữ tâm và người lãnh đạo phải có tầm mới có thể làm tốt công việc này. Dù ở thời đại nào thì lời dạy của người xưa, hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu, vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay và mãi mãi về sau. Phát hiện chọn lọc nhân tài không đơn giản đâu. Chọn đúng tài. Đấy. Cái thứ hai là bằng mọi cách thu hút họ về làm việc ở cơ quan, ở đơn vị, ở địa phương và ở một cái môi trường đúng với tài năng của họ. Và đồng thời là phải chú trọng cái chế độ đãi ngộ đối với họ, để tránh tình trạng là chúng ta thui chột nhân tài hay là cái hiện tượng chảy máu chất xám. Trong thế kỷ 21, cuộc cạnh tranh về nhân tài giữa các nước trở nên gay gắt chưa từng có. Đặc biệt trong cuộc cạnh tranh này, nhân tài sẽ di chuyển từ nơi không được trọng dụng đến nơi có điều kiện phát triển tốt hơn. Vì vậy, quốc gia nào thành công trong việc phát triển nhân tài thì sẽ giành được ưu thế vượt trội trên trường quốc tế. Tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới,
xây dựng thể chế trọng dụng người tài để tạo nên bước đột phá trong chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài ở nước ta sẽ là nội dung chính trong phần tiếp theo của chương trình. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi.